Xin chào tất cả các bạn đã đến với Insight Channel. Và ngày hôm nay mình sẽ mở một bộ đồ chơi, đó chính là Đám Hải Tặc. Và mình đã mở sẵn rồi. Đây, lấy hơi lâu nha các bạn. Đây, những thanh kiếm. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi một mình với bộ đâm hải tặc này. Bây giờ chúng ta cùng tiến hành nào. Và trong lúc tiến hành thì các bạn đợi một xíu. Rồi. Có vàng, xanh và đỏ. Chắc chắn các bạn nào cũng hỏi là một xanh nút biển đậm đâu rồi. Bên nhà nội mình đó, mình quên đem về rồi. Và đây là giờ mình sẽ đâm. Để coi đâm nào đây. Đâm như này đây. Bình an vô sự. Xem. Wow. Rồi. Ba cái liên tiếp rồi. Giờ mình sẽ đúc chưa đây. Đây. Theo. Này. Nãy như nhiều cái luôn mà. Vẫn bên em. Quá siêu. Wow. Xím. Sẽ có một ngày mình quay về cái bộ đồ chơi mà răng cái xấu ấy. Các bạn chắc chắn các bạn cũng thích răng mà bóp á. Nhưng mà cái này thì cũng giống như mà mình thấy cái này là đã vui hơn rồi đó. Mình quay về cho các bạn nhìn rõ. Ô con, nếu còn hai miếng nữa. Ôi con cái cuối cùng thiếu xanh nước biển đậm thì cũng vui đâu. Vậy là mình đã thành công. Tiếp theo. Mình phải quyết định quay cái cảnh mà cho con hải tặc bung lên cho các bạn xem. Do cái con hải tặc này nó ở đâu này, mình ở bên này nhìn thì hơi khó, nhưng mà mình có thể nhìn trong máy quay và có thể suy đoán được đâu ta.
dưới dưới cái sân. Coi thử cái bẫy này lại nào. Ủa, phải gỡ ra mới gắn vô lại được nha các bạn. Mình muốn xem là nó có mình muốn đâm lại coi thử nó có buông ra hay không, nhưng mà không được, do ở trong trong cái này nó có một cái lò xo. Thì cái lò xo đó là khi mà mình đâm vô thì rồi chú hải tặc bung ra thì gì ta, thì cái lò xo đó nếu mình muốn đâm lại cho nó nhảy thì cũng được đó. Chắc chắn bộ đồ chơi cái xấu cũng vậy. Giờ còn 4 cái à. Còn 4 cái mà hình như chơi, ở trên đã hết rồi, giờ chờ đến là dưới. Thì chắc chắn cái này sẽ bung lên. À không, cái này chứ lại không phải, mình biết này nè, rồi cái này nè. No way, nó không bung luôn. Giờ mình thử cho cái này xuống coi. Thì ra là cái đó. Và cái này là loại vừa nha các bạn, 45.000. Loại vừa 45.000. Loại to nhất còn đắt hơn nữa. Và tới nữa mình sẽ rủ ba mẹ lên chơi với mình. Và nếu các bạn thích video hải tặc này, đâm hải tặc này, thì hãy cho mình một like, share và đừng quên bấm nút subscribe để nhận được những thông báo mới về cái chuông nhé. Rồi bye, thử rút thêm một lần nữa rồi.